À, xin chào các anh chị nhá. Em Hiệp bên công ty T và H Việt Nam. Hôm nay là 26 tháng 2 2024. Hôm nay là những ngày đầu năm năm 2024 thì em Hiệp đang đi vệ sinh cho tổng công ty thiết bị điện Đông Anh ở 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, thành phố Hà Nội nhá. Thì hôm nay là bên em là vệ sinh toàn bộ cái xưởng này, kết hợp cùng với cả bên sơn epoxy để sơn làm sao cho nó vừa sơn và vừa vệ sinh tổng thể một lần luôn cho đẹp. Đấy, tiến độ là khoảng 1 tháng rưỡi. Em sẽ quay camera sau cho anh chị xem cái công việc mà TVH Việt Nam đang triển khai nhá. Anh chị nào có nhu cầu về vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh công nghiệp, cung cấp tạp vụ, chăm sóc cây và kiểm soát côn trùng gây hại thì liên hệ với bên TPH Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ giải pháp nhé. Thì hôm nay là bên em có tổng tất cả là 15 người, bao gồm cả em. Đấy, em sẽ quay camera sau cho anh em xem. Đấy, thì đây là cái nhà máy của tổng công ty thiết bị điện Đông Anh ở 189 đường Lâm Tiên anh chị nhé. Thì công việc của bên em là vệ sinh toàn bộ trần này. Trần rất là nhiều. Thì vệ sinh làm hai giai đoạn anh chị ạ, đang căng bạt một lửa và làm một lửa. Đấy, kết hợp cùng với sơn epoxy để làm nền. Đấy, ngoài ra là vệ sinh trần xong thì bên em sẽ vệ sinh cái cầu trục hai bên. Đấy. Và vệ sinh dầm cầu trục kìa, dầm cầu trục là cái dầm mà khoan lại ở trên cao bắc ngang ấy. Trông nhỏ nhỏ thôi nhưng mà to lắm chị ạ. Đấy, xong ngoài ra là đánh trà toàn bộ vách ở đây rất là nhiều luôn. Đấy, cực kỳ nhiều vách luôn. Đấy, thì giới thiệu với anh chị về cái quy trình tổng vệ sinh nhà xưởng của bên T và H Việt Nam nhá. Thì cái trần đấy thì phương án nào quét khô anh chị ạ. Đấy, quét khô, nếu mà sạch sẽ hơn thì có thể lau ẩm nhá, làm sao cho nó hết bụi. Còn hai cái dầm cầu trục này thì là mình sẽ quét, còn muốn sạch sẽ hơn thì có thể hút bụi và cũng có thể lau làm sao cho nó ít nước thôi, đừng để nước nó vãi nhiều quá, không là bẩn hơn đấy anh chị ạ. Còn cái phương án vách này thì là mình sẽ trà bằng giáp và sumo anh chị nhá. Còn thực ra nếu mà trà bằng bàn giáp là nó còn không đi ấy, toàn phải trà bằng tay thôi. Trà bằng tay nó mới sạch được, không thì là rất là bẩn. Đây là hai anh chị ở bên T và H Việt Nam. Đấy, rất là chuyên nghiệp. Rất là quân đội quân rất là hùng hậu. Đấy. Thì em sẽ đi gần lại với hơn với cả một chỗ cô chị đang trà nhé. Trà luôn cả cái chân đi cô ơi. Trà hết từ chỗ này đi. Cái chỗ này là trà vẫn chưa đạt yêu cầu đâu rồi. Trà lại đi. Trà nó phải trắng trắng à. Đúng rồi. Có cả giáo rước đánh lại hết đi. Chỗ này dưới thấp này là chưa đạt yêu cầu. Tạo nào được. Đây này. Có cái đoạn này tạm tạm một tí rồi. Nhưng vẫn thấy bẩn á. Chưa được. Quá là nhiều luôn. Đánh cái đấy mà không được xước đâu nha. Nếu mà xước mà không được đánh đâu á. Đánh nó còn ra được nhanh hơn cạo. Nhưng mà đánh nhẹ 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 thôi. Nếu mà xước là không đánh đâu nhá. Đánh nhẹ nhẹ thôi. Đánh nhẹ tay. Cô đánh thử xem có xước không. Đấy. Đánh như này là còn sạch. Đánh vắt nước vào, đánh nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Đây. Gạt gạt đi. Đánh cái cọ lồi còn được không? Thôi được, ok, đánh làm sao không xước là được nhá. Đánh nhẹ nhẹ. Ok. Đấy. Thế thì đánh cọ son đi, cọ son không xước là được. Đấy, rất là rộng mà đánh từng tí một thật sự là vất vả vô cùng. Đây sang bên này anh chị nhá.
Nhiều, nhiều. Đấy là xe lưng. Vâng, vâng. Vâng, anh ngủ đi ạ. Cũng hết việc rồi anh. Rất là nhiều hơn mình em. Vâng. Đấy, anh chị là có nhu cầu liên hệ bên TMH Việt Nam nhá. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã xem video bên TMH Việt Nam ạ.